Em họ có shipper giao hàng không nhận đồ giùm anh nha, anh chạy đi công chuyện xíu. Tối ngày mua đồ hoài. Đi đi. Anh ra đồ chị ơi. Đợi em chút. Tối ngày không có tiền mà đặt mua đồ. Em, người ta có giao đồ cho anh chưa? Có, để trong phòng á. Mà anh mua gì mà thấy nặng nặng vậy? Nói này em đừng giật mình nha. Cái điện thoại em cũ quá, anh thấy vậy anh đặt mua cho em cái điện thoại mới. Chưa hết, cái chai dược thơm của em hết. Sẵn anh đặt mua cho em chai luôn. Gì? Mới hết hạn rồi. Thôi chết. Anh ơi. Anh. Gì vậy? Áo mưa đó. Ủa, ở đâu còn nhiều vậy? Em dọn dẹp phòng, thấy nguyên hộp chưa bóc tem luôn nè. Ừ, thôi để đó đi, từ từ xài tới. Từ từ cái gì mà từ từ? Cái hộp này là để lâu dữ lắm rồi. Em mới coi hạn sử dụng nè, là ngày mới là hết hạn rồi. Rồi sao? Thì gác xài cho hết chứ làm sao. Mười mấy cái rồi bỏ ủ. Tự nhiên cái tỉnh cái đèn luôn. Từ từ. Ủa, về nào với em? Đói bụng không? Đói sao không đói, sớm về ngồi chơi bên nhà bà Tám nó có ăn uống gì đâu. Đợi em xíu. Đây. Ôi ơi, tôm đâu đã vậy anh? Nhìn đã không? Anh mới hầm nóng lại rồi đó. Ăn liền đi cho nó ngon. Ừ, quên nữa. Ăn vịt luộc không? Anh lấy ra cho ăn. Trời, nay đã rồi ta. Luộc tôm mà chừa hụt vịt cho em về ăn nữa. Thôi, ta lo vậy thôi chứ. Này mà có miếng thịt heo nữa ha, là y như bộ tâm sên luôn anh. Có luôn kìa, anh đẩy cũng lạnh á. Em để chuyện luộc lại, chấm ăn cơm ăn. Gì? Rồi mấy này ông mấy đâu ra? Ở ngoài đó ba, tháng 7 ta cúng nhiều lắm. Trời ơi trời. Em ơi. Vô em ơi. Em. Trúng số rồi nè. Anh mới dò trúng 2 tờ, số đầu 24. Có tiền ăn sáng rồi. Đã vậy ta. Hồi tối nằm mơ. Sáng anh mua cái số, chiều dò trúng luôn. Hên thiệt chứ. Mà anh nằm mơ thấy gì mà mua 24 vậy? Anh nằm mơ anh thấy 7 con bò. Mà anh thấy 3 lần vậy á. 7 lần 3 24 rồi. Quýnh 24 luôn. Trúng liền. 7 lần 3 21 cha. Ủa mà anh tin em là chặt rồi. Ủa, hồi nãy nhớ đi phá cửa gõ vàng người ta. Kỳ vậy trời. Anh ơi. Em ơi em. Ủa sao cái cửa? Thằng trộm nó vô nhà nó khiêng tivi đi mất tiêu rồi. Gì? Trời ơi, hèn gì hồi nãy em đi em nhớ phá cửa gõ gàng. Thì nó cậy cái cửa nó vô đó. Rồi ông ở đâu sao để thằng trộm vô nhà dữ vậy? Anh sợ anh đóng cửa phòng anh ngồi em nghe không dám nghe. Trời ơi trời, nhà có đàn ông cũng như không à. Thiệt chứ, cái gì mới mua à. Ủa, đi đâu lâu dữ em? Đi mua cái tivi khác chứ đi đâu. Ăn trộm lấy mất tiêu rồi, không mua lấy gì coi. Ủa, rồi đi mua tivi rồi tivi đâu? Bự quá em trả không có được, hòn người ta trả vô giùm. Tivi bự rồi hả? Sao mua cái vừa xài được rồi. Mua cái bự làm chi cho tốn tiền vậy trời. Ồ, vậy ghê à. Em mua trả góp, từng trả có 500 ngàn à. Vậy hả? Rồi trả nhiêu từng? Ai biết. Trời ơi. Anh ơi. Anh. Cái gì la ôm sụm với em? Đất trong đây cứng ngắc à, em lấy không được. Anh đi anh lấy giùm em coi. Trời ơi, có miếng đất trong chậu mà lấy cũng không được nữa em. Lấy không được bây giờ ông. Lấy được giờ ông làm gì? Rồi giờ lấy không? Để đi làm cho.
Làm xong kêu tôi nha, tôi đi vô nhà tho nồi thịt một cái. Đất, cứ ngắt vậy trời. Em ơi, xong rồi nè. Xong chưa, xong chưa? Ồ, hay vậy ta. Rồi cái chậu đâu? Cái chậu anh đập rồi mới lấy cục đất ra được nè. Trời ơi trời, tôi kêu lấy đất ra, tôi lấy cái chậu trồng bông. Rồi đập cái chậu rồi lấy gì trồng? Khá là hay không?